Hồi ai bây giờ dám ra một một với con cơ miu này đây Và hồi cố gắng tung chiêu ra để phòng ngự thôi hai người ba người bốn người xuống bao vây lưu bài rồi đá q 2 rất đau đến từ lưu bài con dinh chuẩn bị đi trước w làm chậm thành công dinh như vậy kha dịch đi trước không có tối hậu thư khi mà kha dịch nằm xuống rồi và đúng cho bác vinh tân với cú đắp một cứu dành cho lưu bài Tình huống cần bốn trước khi mà anh ta phải lên bảng điểm số và có được hai mạng Lỗi anh em chào mừng em quay trở lại với channel Hoàng Sama và cùng mình đồng hành với một giáo án đầu trên trong tay của Lưu Bai với một con cơ mưu tướng tủ của anh ta đối đầu với Keo ấy chóc về phía bên kia, cái kia cái nha Và để xem cái là với một kèo đấu như thế này mình thì Lưu, lưu Bai xử lý ra bài sao à. với cơ mưu của mình nha Một con cơ mưu quyền năng cầm dịch uh, chuyển và thiêu đốt đối đầu với lại ấy chóc uh, chinh phục cầm tốc biến và thiêu đốt bên phía bên kia nha Hai người đều cầm uh, kiếm Doran khởi đầu này Nâng đắp cấp 2, à nâng đắp ở cấp độ 1 đến từ Liu uh, Lưu Bai Với một cú đã có chiến thuật Cố gắng là chơi hit theo kiểu là có nội tại thì chơi hoặc là làm chậm về đá các chiến thuật để hồi phục thôi. Từ cũng đáp thành công đánh tay lấy nội tại có quyền năng. Tiếp tục là thì cũng lên hai. bóc phi thân làm choáng thành công đá liên tục đến từ vị trí của Lưu Bài. Bỏ mất đi của ấy là rất nhiều trong tình huống chơi hit vừa rồi và nên nhớ là cả hai đều có thiêu đốt thì đây không phải là lợi thế về phép bổ trợ lắm dành cho ấy chóc ở phía bên kia ấy chóc cần phải tận dụng tốt cái tốc biến của mình để tránh cái đu phi thân nha Rồi tiếp tục là bắt choáng thành công thiêu đốt đẩy vào <laughs> Hơi dễ nhở Pha mà Ấy chóc bổ cái quy một xuống và hết cái quy một là lưu bài tận dụng rất nhanh Ấy chóc khi mà bổ quy nó bị một cái nhịp uh, khựng lại Rất nhanh với điểm solo kill đầu tiên với cái kèo đấu khởi đầu này Early game thì con cơm build nó sẽ mạnh hơn ở khoảng 1-1 Khoảng chê hit so với lại Ấy chóc ấy chóc phải giữ đội tại, giữ quy lại để chơi để chơi đam lại mất cái quy cái là ấy chóc đi luôn. Rồi, kéo này bắt đầu khó khó dần cho bạn ấy chóc rồi lính đẩy chậm về hướng trụ lưu bài này. W có pha làm chậm quy uh, hai điều góc khá tốt, pha quy hai góc vuông đến từ ấy chóc nhưng q bài chắc chắn là không có hay rồi. W rồi đáp chúng có đáp hai luôn nhưng Dujovic phi thân trả đam vừa trở lại có một cú đá Q2 sẵn sàng thiêu đốt đẩy vào đến từ ấy chóc để rút lui. Ấy chóc đang đợi hồi quy. Ấy chóc đang đợi hồi quy nào quỳ flat luôn nhưng fail không có bất cứ một tình huống quỳ hất tung nào cả quỳ một dìa uh, thì cũng không có quỳ hai góc vuông thì cũng không vào góc, góc vuông luôn và Lưu bài đơn giản là có điểm solo kill thứ hai nhấn mạnh là tình huống vừa rồi thì aatrox uh, khá là kiên nhẫn với việc là chờ đợi hồi lại cho mình uh, quỳ kiếm đắc và có một cú quỳ flat nhưng hơi đáng tiếc cái điểm quỳ flat điều đó nó không có một bất cứ một pha nào vào dìa cả không có pha nổ chí mạng nào hết và lưu bai có được điểm hạ gục thứ hai dành cho mình ở ván đấu này sẽ là một tình huống giữ thế lính ở một cái trạng thái cân bằng và sau đó là bách về còn dịch chuyển đến từ lưu bai và vừa rồi thì a uh, phải mất hai phép bổ trợ rồi nha trong lấy gì chơi đây đẩy nhanh xong về thôi nhưng lưu bai không cho đối phương về rồi đúng phi thân làm choáng thành công đá liên tục đến từ lưu bai một cú quý 2 rất đau với xác thương chuẩn và tiếp tục sẽ là từ nhà đến trường W làm chậm thành công đá nhẹ Q2 dứt điểm thôi Thậm chí là còn Để Aurian son ăn mạng à Ác à, thế nhờ Rồi son ăn mạng được không Ok Rồi oh, thế để nó lưu bài vậy Thiêu đốt luôn combo tối thượng à Thiêu đốt W Không cần phải đá vào người luôn Killing Spree dành cho lưu bài Kéo đấu mà anh ta Thực sự đã đang hủy diệt chất tướng Aatrox ở bên phía bên kia Nhờ vào việc nhỉnh hơn Ở trong giai early game về mặt chất tướng Mấy cái cấp đầu tiên ấy chóc nó không, không lấy lại cái gì chơi được á, nó phải giữ quy để uh, thứ nhất là đẩy đường và thứ hai là chơi hit. Kèo này Lưu Bai đánh rất là rát, là áp sát liên tục. Lưu Bai có tối hậu thư. Ấy với cấp 5. Bóc cái giáp cô trước với tình huống W. Đu dưới phi thần làm choáng thành công mặc dù đã có bộ pháp bắc ám. Nào không dính đáp hai giật về. Lại tích quy 2. Nhưng lần này thì không có đu dưới phi thần rồi. Nên nhớ ra lưu bài con đó cho mình một cú chưa cuối tối hậu thư Để anh ta tránh một cú Q2, Q3 gì đấy, EQ3, EQ2 không có được một tình huống bắt choáng và dính hai hít trụ Sau đó là ăn thiêu đốt Mật máu khá nhiều đấy từ lưu bài trong tình huống xử lý vừa rồi dưới chân trụ Tại hồi lại đủ phi thân rồi lại sẽ làm cú EQ2, đá choáng thành công, W làm chậm, sẽ làm tình huống tối hậu thư luôn để tránh Q1. Và 4-0 dành cho Lưu Bài ở kèo đấu đường trên. Kha'Zix lên nó cân đôi luôn á Kha'Zix có, có pha vừa rồi nhảy vào mà không dứt điểm được Lưu Bai là, bị đá <laughs> Bánh nóc luôn <laughs> Bùng xác luôn chứ Cơ biểu ác quá mọi người ơi Sẵn sàng với một pha cân đôi đến từ Lưu Bai luôn Nếu như Kha'Zix có ý định ở lại một giáp trụ, hai giáp trụ dành cho Lưu Bai ở cánh trên hai giáp trụ sau đó làm tình huống bách về với một k 50 giây hồi dịch chuyển có thiêu đốt đủ do phi thân vào đá q 2 rất đau nhờ một pha q 2 w là nửa cây a chóc rồi tiếp tục là q 1 tích này đá q 2 vào trụ rồi bỏ qua sát được a chóc luôn thiêu đốt đẩy vào đủ do làm chóc thành công đá q 2 nhanh dưới chân trụ và solo kill dành cho lưu bài lần hạ gục thứ năm a chóc bên phía bên kia rồi và nếu đúng ra thì đây sẽ là lần solo kill thứ tư đến từ con cơ mưu này thực ra thì cũng là lần thứ năm cũng được cái mạng thứ ba ấy thì có một chút dấu răng của aurian son nhưng mà nó không đáng kể lắm kéo đốm mà lưu bài hủy diện hoàn toàn đối thủ với chất tướng cơ mưu tướng tủ của mình mà em trong bên phía bên kia đúng là không có cửa thật những cái pha mà dùng combo eq 2 rất mượt đến từ lưu bài cứ đá q một vào lính nghe q hai cấu máu nếu đối thương với phương trả đam rồi trở lại thì còn tối hậu thư nào lại tích q hai lại e q hai vào Ô, mặc dù đưa phi thân không trúng nhưng q hai nó là quá đau tiếp tục là một cú q hai nữa q ba tốc biến đẩy thiểu độn ngược lại đến tươi chóc và đó là đánh tay dứt điểm nội tại một cú đánh tay nội tại và lưu bay không đủ mana trong pha vừa rồi để dùng tối hậu thư Bây giờ rảnh rang đến mức mà còn phải vào rừng cắm mắt, áp lực vào rừng luôn ạ, à, vào con khá dích luôn. đu phi thân. Tạp lưu lọc tình huống làm chậm Tránh Q3 đá lại Q2, rất đau đến từ lưu bài nhờ. Hãy chóc đứng dưới chân chủ có thoát được không đây? Vào chủ không, đu dấu phi thân vào chơi luôn rồi bật dạng có cánh. Tránh được tình huống đu phi thân trả lại một cú Q1 không thành công. w Q2 của Hãy chóc thì cũng không trúng. Nào tiếp tục là đợi hồi lại Q1. Đu dưới phi thân nhưng bị gắt lại rồi ấy. Trọng làm khá tốt với tình huống hủy đi Tình huống pha đạp chóng vừa rồi của Lưu Ba ấy, Nhưng tiếp tục là một pha giao thức chuẩn xác lần hai vào trụ Lại đá quy 1 vào trụ này Q2 góc vuông, Q3 vào tâm Nhưng đá quy 2 thiêu đốt đẩy ngược lại và hạ cũng thành công đối phương Sau đó đu dưới phi thân đi Có chống trả nhưng mà không đáng kể <laughs> Có chống cự nhưng mà không đáng kể Đấy từ Aatrox Chỉ vẫn là nằm thôi cái cú giao thức chuẩn xác Lần 2 nó quá đau Hai chủ thông dành lưu bài với kèo đấu này rồi 7-1 Với kèo đấu đứng trên Cũng là tỷ số điểm hạ gục luôn Đến từ Aichok và lưu bài Một người nằm xuống 7 lần Một người có 7 bảy mạng 7-1 bảy một và 1-7 một Tập này Aichok không chạm được mặt anh em ạ Không nhìn được mặt con cơ đâu Đu vào chơi luôn rồi Đu dưới thân vào chơi luôn rồi Đá quy hai nửa cây <laughs> Đã cứu em nửa cây cái gì đang Tránh thành công quy ba hạ cũng thành công ấy trong dưới chân trụ ba Gì lao đúng gió phi thân vào đá quy hai nửa cây con đây chóc ạ Alo Rồi hút bóng ngược lại với gì mạng xa Vào trụ ba luôn à, Nội tại của ấy thì được cái là hồi sinh nhanh Tại vì là level thấp <laughs> ấy 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 Ây, khả không nhảy đi pha vừa rồi bị ăn làm choáng đá cái q hai đấy là nhiều khi là đi nhá Rồi, đá q hai tăng tốc độ di chuyển tránh thành công q một rồi dịch w Cần đôi luôn lao vào đá q hai phụ ui đá q hai hơn nửa cây khả ạ q ba thẳng tâm đấy từ ấy chóc đấy thiêu đốt ngược lại đến từ lưu bài nào tiếp tục là tích q hai e q 2 ngược trở lại và chủ ôi Khazik bốc hơi trên đường nhảy luôn, tránh thành công Q3 đối phương đang cố gắng lắc lắc đánh phong. Nhưng đó là một tình huống đặt cho mình cái EW đến từ vị trí của Huy Một cái địa ngục nhãn và Lưu Bai không tránh được địa ngục nhãn trong mà vừa rồi nằm lại với điểm shut down dành cho Huy Rồi dinh 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 dinh, dinh đẩy cao có Tele mắt đằng sau lưng dinh thấp máu giật bắn ngược lại đến từ dinh cố gắng trả đam trước khi nằm thôi có hưng phấn nhưng mà này thì hưng phấn này một đá dinh lên bảng tiếp tục đá thứ hai ấy, thì con Morgana đi theo luôn hai mạng rất đơn giản đến từ lưu bài với tình huống tê lê xuống bot và xuống núi đến từ lưu bài và cái kết là quá bi thảm dành cho bên phía của team hai nó cân đôi luôn không cần xuyên luôn đấy chứ nào đôi gió phi thân sẵn sàng với tình huống bắt choáng thì không quyết định là giật ra cái máy chóc có q ba kiếm đắc thì có thể ngắt được đôi gió phi thân Trời ơi chóc lao lên với tình huống lướt bộ pháp hắc ám thì thì anh ta nằm Mạng thứ 12 dành cho Lưu Bài Không có tốc biến nhà đang lách chiều của Huy Đu dây bóc phi thân chạy được Không dính tiên lượng đạt đạo siêu khủng khiếp Nhưng tiếp tục là một pha sông xét hủy diệt Và Huy có được điểm hạ gục Lần chết thứ ba đến từ Lưu Bài Và hai mạng thuộc về con Huy nhờ Hơi cay đấy Lưu Bài mà đỡ làm sao được Đây lại vòng sau rồi lao vào giữa hai ba người đối phương luôn đu phi thân bắt choáng thành công morgana không còn cái đen nữa đá quý hai đánh tay dứt điểm thành công morgana và tiếp tục là khi morgana đi thì con dinh đi theo luôn một quý hai dứt điểm thành công dinh tiếp tục sẽ là đu phi thân bắt choáng thành công và hồi đi theo với triple kill dành cho lưu bài và vét mạng rất nhanh với ba xác liên tục một con cờ mưu quá khó để bạn có thể ngăn cản Nó đá một cái quý hai phần ba cây dinh có chúng sinh bình đẳng thôi với uh, giao thức chuẩn xác thì chúng là chúng sinh bình đẳng thật dinh hay, là là chóc tầm này như nhau à trụ một đứng giữa trụ hai đứng giữa luôn trụ siêu nhanh với giao thức chuẩn xác để từ lưu bài hồi ai bây giờ dám ra một một với con cơ mi này đây hồi cố gắng tung chiêu ra để phòng ngự thôi hai người ba người bốn người xuống vây lưu bài rồi đá q 2 rất đau đến từ lưu bài con dinh chuẩn bị đi trước w làm chậm thành công dinh như vậy kha đi trước không có tối hậu thư khi mà kha dích nằm xuống rồi và đu ra tân với cú đắp một kill dành cho lưu bài tình huống cân bốn trước khi mà anh ta phải lấy bảng điểm số và có được hai mạng cân ba cân bốn tầm này là có thể đến từ lưu bài và vừa rồi là anh ta thể hiện khả năng cân bốn của mình và ăn được hai xác bốn đồ lớn có một chút kháng phép còn quầy nó khá khó chịu lại sớm xét hủy diện trêu à đu dưới bóng phi làm choáng thành công đá q 2 rất đau đến từ lưu bài tiếp tục là một cú q 2 nữa W lưu hạ cùng thành công quầy tối hậu thư gửi qua tường đẩy thiêu đốt vào dinh đi trước và sau đó sẽ làm hàm tình huống đi sau không có triple kill rồi đó chỉ là cú double thôi khi mà con quên ks cái mạng con dinh vừa rồi <laughs> nhưng tiếp tục là pha kéo về đến từ Swain và lưu bài sẽ có được mãi không đấy không có bất cứ một cú triple nào cả chỉ là double kill trước khi nằm xuống với lần nằm xuống thứ năm đến từ lưu bài và pha end game ở trong tình huống này một ván đấu mà lưu bài vẫn thể hiện khả năng landing quá khủng khiếp của mình với chất tướng cơm hiu cùng kéo đấu cùng ấy chóc về phía bên kia